sai lầm thứ ba mà chúng ta rất hay mắc phải, đó là về chiều cao cọc. Chiều cao cọc, đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng chúng tôi đã từng có. Thưa quý vị và bạn, như thế này, tôi chia cho bạn như này. Sai lầm ấy, đó là khi mà chúng tôi thiết kế thì rất nhiều nhà không có cái khảo sát địa chất. Khảo sát địa chất là chúng ta biết lớp này là lớp sét này, hay là lớp đất nhão này, đất nhão này, đất nhão này, đất yếu này, hay mềm, hay là trong cái tài, trong cái tôi tưởng tượng cho các bạn nhé, yếu mềm cái thứ. Nhưng mà hiện tại đây mới là nền đất cứng này, thì chúng ta không có cái bảng về khảo sát địa chất đấy, thì làm thế nào để chúng ta có thể tính có thể đóng được cọc cho nó chuẩn xác? Thì thưa quý vị và các bạn, trong cái đóng cọc ấy thì có gọi là cái máy đóng. Chúng ta có máy ép, máy tải neo và máy tải tĩnh. Thì tải tĩnh là cái tải mà dùng bê tông ấy, thì dùng cho những công trình lớn. Nhưng mà thường thường ấy, nhà dân thì chúng ta dùng tải neo. Tải neo là người ta có một cái máy, người ta neo xuống đất để người ta đóng cái cọc của bạn xuống. Thì cái việc này, trên cái móng cọc ấy thì nó có một trong cái máy ấy thì nó có một cái motor đo được là chúng ta đóng được bao nhiêu. Ví dụ tôi thiết kế, bây giờ các bạn lại tiếp tục nhìn lên màn hình nha. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tại sao lại cái móng cái này tải trọng bao nhiêu tấn. Thì chúng tôi đã có một cái mô hình để hình dung ra. Thì bây giờ các bạn nhìn lên này. Đây các bạn nha, đây là một cái nhà tôi đã mô hình lên trên phần mềm tính toán kết cấu này, gồm có sàn, cột này. Và bây giờ chúng ta nhìn vào tầng 3 đi. Đây, ok. Khi mà đây thì cái phần này, phần cột C16 này, nó sẽ chịu phần tải trọng từ đây sang đây. Phần C17 nó chịu đây, phần C18 chịu đây, thì C19 đây. Thì nếu mà theo đúng như phần C19 sẽ là ít nhất này, C16 sẽ chịu nhiều nhất bởi vì cái diện tích nó chịu nhiều nhất này. C14 nó sẽ chịu cái tải trọng nó sẽ lớn bởi vì nó có cái phần hiên ra này. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào phần 3D nha. Đây, ok. Bây giờ các bạn chờ tí nha. Đây, bây giờ tôi xoay lại đây. Bây giờ tôi chạy ra nực kia các bạn này. Rồi, bây giờ tôi chạy đây nha. Tôi chạy ra cho các bạn. Tôi chạy ra. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn nha. Đây, chúng ta nhìn nào. Đây thì đây khi mà tôi chạy được ra các tải trọng lên thì cái tên là nó vẫn nhá. Đấy. Các bạn nhìn thấy cục C16 này, nó là 63 tấn này. Cái thằng chịu tải trọng giữa nhà đây, thằng 48 tấn, thằng 32 tấn. Bởi vì nó chịu cái nhau thằng góc nhà này yếu nhất là 11 tấn. Đấy các bạn thấy không? Thì cái thằng trên này nó chịu cả cái ngoài măng văng hiên, nó là chịu 35 tấn. Thì đó là tại sao tải trọng nó lớn theo từng cái khu một. Các bạn nhá. Ok, các bạn nhìn xong màn hình rồi thì bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn này. Thứ nhất nhá, khi mà chúng ta tính được tải trọng rồi thì tôi ví dụ như là cái tải trọng vào cái cột này nó là 120 tấn chẳng hạn. Thì bọn tôi sẽ chia ra cộng với cái cả moment chúng tôi tính hết ra thì ví dụ mỗi cọc này nó chia ra nó chịu 30 tấn chẳng hạn. Chúng ta như hệ số là 30 tấn. Thì một cái cọc này chúng tôi phải đóng vào để nó chịu được 30 tấn. Thì trên cái đồng hồ của cái máy đo ấy nó sẽ biết được là 30 tấn rồi. Thì lúc đấy chúng ta mới được dừng. Nhưng rất nhiều cái sai lầm như thế này, khi mà chúng tôi thiết kế 5 móng cọc này hoặc là một cái cọc 5 cái này, nhưng mà chủ nhà bảo không, bây giờ ta đóng lên khoảng 10 cái đi. Nhưng ta chỉ đóng khoảng 6 mét một cái thôi. 6 mét trên một cái thôi. Có nghĩa là một cái móng cọc này các ông ấy đóng cho 10 cái, ok, 10 cái nhá. Thì 10 cái này đóng 6 mét. Nhưng thực chất ấy, người ta lại đóng vào cái nền đất này, các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái cọc đấy nó chỉ đóng vào cái nền đất này thôi. Cái cọc này nó chỉ đóng vào cái nền đất yếu thôi. Thì mỗi cái cọc ấy nó chỉ chịu được khoảng đâu đó 5 tấn thôi. 5 tấn thôi. 5 nhân 10 đi. Thì bằng 50 tấn. Nhưng trong khi đó cái cọc này nó chịu tận 120 tấn cơ. Nhưng khi mà chúng tôi đóng chỉ có 5 cái cọc thôi. Nó đến cái độ của nó ấy, nó chỉ tầm 10 mét thôi. Thì có nghĩa là nó đạt vào cái nền đất cứng này. Nó đúng vào cái nền đất cứng này. Thì mỗi cái cọc nó chịu được 30 tấn. Có nghĩa là 5 nhân với lại 30 bằng 150 tấn. Nó vượt quá số tải trọng của cái này. Ok, chúng tôi cũng tính hệ số rồi. Ok. Nhưng mà đây là vừa tốn các bạn nhé. 10 cái cọc này 5 nhân với 6 mét thành 60 mét. Nhưng mà 5 cái cọc này nhân với lại 10 mét chỉ bằng 50 mét thôi. Nhưng cái tải trọng là 150 tấn với tải trọng là 50 tấn.
các bạn hiểu. Thì đây là một sai lầm, cứ nghĩ là nhiều cọc là tốt, nhưng không phải. Cái cọc nó phải đóng vào đâu? Nó phải đóng vào cái nền đất cứng cái này các bạn này. Đó, đó là cái sai lầm cố hữu của cái chủ nhà mà tôi đã thấy được nè. Cái nhà 3 tầng mà phải đập đi, dùng lại là do cái việc này. Green SN, đơn vị thiết kế và xây nhà trọn gói số 1 Việt Nam.